Hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm à, hình thức trắc nghiệm vn chú ý chú ý đuôi viên phần mềm này hỗ trợ cho học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hoàn toàn tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin học theo hình thức trắc nghiệm à, học viên có nhu cầu à, và có hai hình thức một là kết nối zalo hoặc gọi điện trực tiếp à, cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình À, 0912 595654 hoặc 094 3078 123. Thì hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn thông qua học câu hỏi trắc nghiệm quyết định số 163 à, của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2016 à, phê duyệt đề án à, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2016 2016-2025 thì cái phương pháp học như thế nào? À, sau đây tôi sẽ minh họa. Chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome à, trên máy tính hoặc trên điện thoại. À, chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc. Sau đó chúng ta gọi cái hình thức trắc nghiệm chấm Chú ý là đuôi viên à, sang cái đuôi com thì sang phần mềm khác của thầy. À, sau đó chúng ta à, à, chú ý là tên viết liền nhau không có dấu. À, và à, à, nếu mà xuất hiện cái tình huống này thì chúng ta chọn góc phải trên cùng màn hình chọn cái thực đơn thoát này để chúng ta thoát ra chúng ta thao tác lại đó là cái tình huống nào đấy nè đấy. đấy chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc của Google Chrome chúng ta gọi gọi cái hình thức trắc nghiệm vn thì sau nó ra cái giao diện như thế này mới đúng thế thì môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức rồi kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã rồi tiếng Anh rồi tin học hay rồi kiến thức chung cho viên chức y tế, viên chức giáo dục, viên chức giáo viên các cấp và viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, mục số 17 này, mục số 16 là môn kiến thức môn kiến thức chung, ôn tập dự tuyển viên chức. Thí dụ chúng ta cần mục số nào chúng ta kích chuột vào mục đó. Thí dụ chúng ta kéo con trỏ lên chúng ta kích chuột mục số 2 là kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức. Sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu và đặc biệt chú ý à chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu của mình nếu cho bạn bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm cái mất quyền điều khiển tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị thí dụ chúng ta đang đăng nhập trên máy tính của cơ quan chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm về nhà chúng ta mới đăng nhập được và đăng nhập trên máy tính ở nhà chúng ta phải thoát ra và đặc biệt đăng nhập trên máy tính cơ quan chúng ta phải chú ý vì máy làm chung thì chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu của mình nếu bạn chiếm quyền đăng nhập thì game mất quyền điều khiển phần mềm chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Thế sau đó vào phần mềm chúng ta à, dành một hai phút để chúng ta đọc cái hướng dẫn. Ví dụ như thi nâng ngạch từ nhân viên à, lên à, cán sự, cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp. Đây là quá trình thăng tiến của cán bộ à, công chức à, viên chức vì nó có ngạch tương đương mà viên chức đơn vị sự nghiệp công lập đấy. À, thế thì chúng ta kéo xuống phía dưới. Chúng ta thấy ở đây có cái mục số 1 này, danh mục uh, tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức hành chính. Đối với uh, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thì nó có danh mục tài liệu ôn thi uh, thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập. Chúng ta kích chuột mục số 1 để chúng ta in ra giấy cái danh mục này thì đối với uh, công chức hành chính thì chúng ta kéo xuống phía dưới được công khai là 42 tài liệu. Đó, 42 tài liệu. Rất là nhiều với một khối lượng rất lớn để chúng ta phải sắp xếp thời gian để học làm sao 60 câu 60 phút môn kiến thức chung chúng ta phải làm được là 30 câu trở lên mới qua được môn kiến thức chung môn ngoại ngữ 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được 15 câu trở lên môn tin học nếu phải thi thì chúng ta 30 câu 30 phút chúng ta phải làm được ít nhất 15 câu trở lên có một môn bị rớt thì đương nhiên không được dự thi vòng 2 mà có dự thi vòng 2 cũng không có kết quả đó Đấy, như vậy là thông tư 01 về khung ngoại ngữ 6 bậc thì A1 là bậc 1, A2 là bậc 2, B1 là bậc 3. Còn tin học thì theo thông tư 03. Thế thì đây là một danh mục chúng ta nên in ra giấy, kích chuột máy in này, in ra giấy hoặc chúng ta kích chuột nó tải xuống để lưu trên máy. Chúng ta học cái mục nào rồi, chúng ta đánh dấu cái mục đó. Thì tương ứng đây là mục số 1. À, mục mục số 1 là hiến pháp, mục số 2 luật cán bộ công chức, thì trên phần mềm của thầy có rất nhiều danh mục thì tương ứng với cái, với cái danh mục này thì thầy giáo ký hiệu bằng cái ngọc vuông à, chúng ta kích chuột vào cái nốt quay lui à, nốt mũi tên à, bên trái này để chúng ta quay quay quay, lại phía đằng trước đấy thí dụ như mục số 2 trong ngọc vuông thì tương ứng với luật công chức trong danh mục ở trên phần trên phần mềm của thầy là mục số 1 phần 2 mở ngoặc mở, mở ngọc vuông đóng ngọc vuông là mục số 2 trong danh mục đó. thì tất cả các mục mà có ngọc vuông thì chúng ta đều phải học hết. Đó. đối với thăng năng nâng ngạch công chức hành chính thì các em chú ý các tất cả các ngọc vuông này, này. các em lướt từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ngọc vuông học hết. Đó. Đó. rất là nhiều. Để vào phần mềm chúng ta sẽ tìm cái file lý thuyết kéo phía dưới này. trong đây chúng ta có 77 mục rồi đang tiếp tục cập nhật tiếp. Cho đến lúc thầy giáo đang trình bày đây là 77 Còn 38 đây tức là danh mục chỉ mục 38 trong cái danh mục tài liệu Ôn thi Nâng ngạch công chức hành Hành chính đó, Chúng ta để ý thế Đầu tiên là chúng ta phải tải cái file đó đúng không à, Bước 1 là chúng ta phải có cái file lý thuyết trong phần mềm có hết rồi Không cần phải tìm trên Google nữa Mất thời gian đó, Mà trong đây rất chuẩn rồi à, Chúng ta kéo xuống phía dưới đi tìm cái file lý thuyết đây Đó ví dụ như là à, file nghị quyết điều lệ đảng các quy định đây này. Đó, xuống đây thì chúng ta thấy là kéo xuống đây quyết định 163 trăm kích chuột mục này thì máy tính nó sẽ tải xuống cho ta đó chúng ta kích chuột vào file thì nó lại mở lên đó, chúng ta kích chuột file mở lên này đó chúng ta kích chuột vào dấu trừ thì nó lại thu về cửa sổ nhỏ đây kích nó trái chuột nó lại mở lên kích vào dấu trừ thì nó lại thu nhỏ lại đó là kỹ thuật Windows sau khi chúng ta có phải đi thuyết rồi mỗi lần học chúng ta mở ra thôi sau đó chúng ta tìm lên trên à, câu hỏi trắc nghiệm phía trên đây cứ từ cứ từ từ mà tìm thôi nhiều mà à, có số thứ tự tìm rất nhanh đây này 77 này là 38 đây chính là là trong ngọc vuông đây thì em giải thích rồi là à, số thứ tự trong ngọc vuông của tài liệu à, danh mục bộ đội vụ ban hành kích chuột ở mục à, số 38 ngọc vuông này kéo xuống phía dưới đi tìm cái thực đơn thực hiện đề thi sau chọn cái start là bắt đầu đó, tuyệt vời không? quá tuyệt vời sau đó là đây khi kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta cũng chọn phương án a b c d đó chúng ta để ý hết thời gian làm bài thì không chọn được đây còn thời gian chúng ta vẫn điều chỉnh được Và phần mềm cũng như vậy hết thời gian nó sẽ báo chúng ta là làm được bao nhiêu câu hay 50 câu chẳng hạn hay 60 câu là tuyệt đối rồi đúng không chỉ cần 30 câu trở lên là ok rồi à, chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình này à, để uh, finish ở góc tay trái màn hình à, để nộp bài sớm chúng ta xem phần mềm hướng dẫn kéo xuống phía dưới chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài nộp bài kết thúc thì cái phương pháp học trên phần mềm nghĩa là à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết thông qua câu hỏi trắc nghiệm để giải quyết cái tình huống này thì căn cứ vào đâu Căn cứ vào quyết định, quy định, nghị quyết Căn cứ vào luật v.v Thì phần mềm hướng dẫn Thí dụ theo quyết định 163 Phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức ở Giai đoạn nào Phương án A giai đoạn 16-25-2025 à, Giai đoạn phương án B Giai đoạn 2016-2021 Phương án C giai đoạn 2025-2030 Phương án D giai đoạn 2021-2017 Đó thì cái con số này thường là đằng sau nó dài hơn đó thì ví dụ như 2021 đến 2027 chẳng hạn vì về, về con số sau mà đó, thì đó chỉnh lại cho nó phù hợp với với thực tiễn một chút đây ví dụ như là 2021 đến 2027 đó thì chúng ta thấy rằng là đây là con số định lượng này cái loại câu hỏi này mang tính chất định lượng chúng ta phải ghi nhớ học lần đầu tiên thì chúng ta phải mở điều một lên đó chúng ta phải mở điều một này thì căn cứ vào đây là giai đoạn 2016-2025 là nó vẫn đúng này. đi từ A đến B thì lần đầu tiên chúng ta chưa nhận diện ra trên cái đoạn đường đó có cây xăng nhưng mà đi lần thứ hai là chúng ta nhận diện được ngay. phải căn cứ vào tình huống đặt ra ở đây chúng ta mở điều một kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều một hoặc ngay trên đây cũng có rồi phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2016-2025 thì phần mềm hướng dẫn chúng ta địa Điều 1. À, phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2016 2025 với nội dung chủ yếu sau đây. Thì căn cứ điều 1 thì phương án đúng là giai đoạn 2016 2025. Vì sao đúng? Vì nó có nội dung đúng như trong quy định. Vì sao sai? Vì nó có nội dung sai với quy định hoặc nó không có trong quy định. Đấy, cái đúng sai nó chỉ vậy thôi. Thế thì ở đây à, giai đoạn 2016 2025 là đúng như trong quy định Còn phương án B giai đoạn 2016-2021 là nó không đúng trong quy định Vì con số 21 đây không đúng này Rồi giai đoạn 2025-2030 không đúng này Giai đoạn 2021-2027 không đúng Đó, đó là, đó là đầu này Học lần đầu thì chúng ta tra điều 1 Phần mềm hướng dẫn cho chúng ta Vì sao đúng chúng ta tra điều 1 Sau học lần thứ hai Chúng ta nhớ được con số này luôn Nhận diện ra được ngay Đi lần thứ hai mà Thì các con số sau không cần để ý nữa Đó kỳ thi chính thức diễn ra dư một cái dạng câu này thì chúng ta không đến một giây là xong tuyệt vời không? quá tuyệt vời đó à, tình huống đặt ra để học mà nó sẽ phụ hết à, trách nhiệm thì không thể học tủ quốc lệch được và tránh chạy sâu đi tìm cơ hội trắc nghiệm trên phần mềm phụ hết tất cả các điều cho nên à, chúng ta học phương pháp như vậy thì ra đề thi kiểu gì chúng ta cũng làm được đó là cái kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm và kinh nghiệm làm công tác đảng nhiều năm thì giáo chuyển thể à, các cái file nghị quyết, quy định, quyết định thành câu hỏi trách nghiệm. Để thông qua học câu hỏi trách nghiệm, chúng ta tràn lý thuyết, chúng ta học. Đấy, lần thứ hai là chúng ta nắm rất sâu sắc, à, học tập rất chất lượng và rất có hiệu quả. Đó là một cái sáng kín à, của thầy. để làm nào để học được. Nếu, nếu chỉ đọc lý thuyết không, trôi tuột được ngay. À, nhưng mà thông qua tình huống đặt ra, ấy, các em thấy tuyệt vời. Đây tình huống đặt ra, thì mình phải căn cứ điều một Ồ, đúng rồi, giai đoạn 16-20. Phải làm động ngay vào não luôn nên các phương án khác là phương án gây bẫy à, tương tự như vậy ví dụ như câu tiếp theo thì em giới thiệu đây chúng ta dọa ví dụ câu 5 này, này theo quyết định một ba này cái giá trị trong học kép để cho chúng ta dễ phân biệt này. thì trong cái gì năng học mà nâng cao nhận thức về vai trò nhiệm vụ của hoạt động đào tạo bồi dưỡng à, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức trong việc đảm bảo chất lượng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng là đây là nó là nhiệm vụ giải pháp à, phương án a hay phương án b là mục tiêu cụ thể hay phương án c là mục tiêu chung phương án d là yêu cầu như vậy cái nội dung trong trong cái nháy kép này nó thuộc vào à, cái nhiệm vụ giải pháp hay thuộc vào mục tiêu cụ thể hay thuộc vào mục tiêu chung hay hay là à, thuộc vào yêu cầu thì chúng ta phải nhận diện ra cái cái giá trị này thì không cần học thuộc chúng ta chỉ đi lần đầu tiên học lần đầu tiên chúng ta mở lên là à, chỗ nhiệm vụ giải pháp này phần mềm hướng dẫn chúng ta mở cái nhiệm vụ giải pháp để chúng ta đọc nhiệm vụ giải pháp kéo chuột lên kéo con trỏ xuống phía dưới đi tìm đi tìm đến cái mục à, nhiệm vụ giải pháp đó tổ chức thực hiện mục số 4 đây à, lộ trình thực hiện à, rồi mục và số 6 là à, mục số 6 là tổ chức thực hiện như vậy chúng ta phải kéo lên phía trên đó nhiệm vụ giải pháp thì chúng ta đọc cái nhiệm vụ giải pháp thì chúng ta thấy là cái tài khoản 1 này nâng cao nhận thức về vai trò nhiệm vụ hoạt động của hoạt động đào tạo bồi dưỡng, ấy, trách nhiệm của cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức trong việc à, đảm bảo chất lượng hiệu quả đào tạo. Đây là một trong những nhóm nhiệm vụ giải pháp của cái quy định à, quyết định 163 thì chúng ta thấy à, đến à khoản 2, nhóm thứ hai nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ hai là xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ khoa học đó đó là nhóm nhóm giải pháp thứ hai nhóm giải pháp thứ ba là sắp xếp nâng cao năng lực chất lượng hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng đây là nhóm giải pháp thứ ba nhóm giải pháp tiếp theo là nhóm giải pháp thứ tư đó nhóm giải pháp thứ tư đó là biên soạn mới nâng cao chất lượng chương trình à, bồi dưỡng là nhóm giải pháp thứ tư nhóm giải pháp thứ năm đó là nâng cao à, năng lực quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng đó là con, à, nhóm giải pháp thứ năm nhóm giải pháp thứ sáu à, đó là thực hiện quản lý chất lượng đào tạo bồi dưỡng đó là nhóm giải pháp nhiệm vụ giải pháp thứ sáu à, à, nhiệm vụ giải pháp của nhóm thứ bảy là hợp tác quốc tế à, cái chữ hợp tác quốc tế thì có chữ quốc tế thì dễ nhận diện thôi hay là à, hình thức à, bồi dưỡng nhóm à, nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ tám hình thức là bồi dưỡng thì chúng ta đọc chúng ta thấy là hình thức là bồi dưỡng gồm có tập trung này à, đi học tập trung nữa và hơi vất vả này bán tập trung này vừa làm và bán tập trung thì tập trung một thời gian để về đi làm rồi lại tập trung vừa học vừa làm đó à, rồi bồi dưỡng à, từ xa đó bồi dưỡng từ xa à, phù hợp với mục tiêu chương trình nội dung bồi dưỡng đó là cái nhóm giải pháp à, thứ 8 về nói về hình thức bồi dưỡng À, chúng ta chú ý nhóm giải pháp thứ 9 là chính sách tài chính thì để nhận diện ra nhóm giải pháp và chính sách tài chính thì nó hay có chữ kinh phí à, hay là thu b là thu hút và đa đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng thì cái nhóm giải pháp thứ 9 này dễ nhận diện ra nhất vì nó có cái chữ kinh phí mà à, chúng ta để ý thế thì như vậy tất cả có bao nhiêu có 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong quyết định đề ra chúng ta rút ra được cái kết luận là 9 nhiệm vụ giải pháp để làm gì để làm câu hỏi chắc trách nhiệm về uh, loại định lượng là có bao nhiêu uh, nhóm nhiệm vụ giải pháp theo cái quy định uh, 163 này chúng ta thấy là có 9 nhiệm vụ giải pháp có 9 nhóm đó thế là, cái câu này chúng ta biết lướt qua như vậy thế thì uh, nhận diện ra cái nhóm đầu tiên là cái 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 cái, cái nhóm của ta nhóm giải pháp đầu tiên, nhóm nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức về vai trò nhiệm vụ của hoạt động đào tạo bồi dưỡng, trách nhiệm của cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức trong việc bảo đảm chất lượng hiệu quả đào tạo bồi dưỡng. Đó, như vậy à, đề bài ở đây chính là nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất à, được nêu ở trong cái nghị à, quyết định 163 thì chúng ta chọn phương án A, nhiệm vụ giải pháp đó là phương án đúng đấy đây không phải là mục tiêu cụ thể đây không phải là mục tiêu chung và đây không phải lưu yêu cầu cho nên cái dạng câu này nhận diện ra đây đây là một trong những chín nhóm nhiệm vụ giải pháp mà đây là cụ thể là nhóm một đấy là học lần đầu đấy học lần thứ hai à, chúng ta thấy rằng là à, nhận diện ra được cái nhóm này à, chính là nhóm nhiệm vụ giải pháp à, cái giá trị này có cái nội dung này chính là à, một trong những chín nhiệm vụ giải pháp đây là À, nhiệm vụ giải pháp đầu tiên. Đó, như vậy cái phương pháp học như thế, chúng ta mở chúng ta đọc cái này lên thì chúng ta đọc tổng quan luôn. Đó, bây giờ sang cái phần cái, các cái câu dạng câu tiếp theo. À, chúng ta kéo xuống phía dưới là nó nó tuần tự đây, ví dụ câu câu định lượng này. À, theo quyết định 163 à, mục tiêu cụ thể đối với cán bộ công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì là tập trung bồi dưỡng đáp ứng à, yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng an ninh, tin học ngoại ngữ. Phấn đấu đến năm 2020, bao nhiêu phần trăm cán bộ công chức uh, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định uh, trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý. Chúng ta để ý chữ trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm quản lý. Thì đáp án A là 98%. Đáp án B là 100%, đáp án C là 95%, đáp án D là 99%. Thì ở đây chúng ta thấy là đáp án là 100% thì chúng ta phải à, theo chỉ dẫn ở đây chúng ta phải mở cái quyết định 163 lên vì sao đúng eh, căn cứ vào mục tiêu cụ thể đối với cán bộ công chức ở trung ương ở cấp tỉnh huyện chúng ta kích chuột vào chúng ta tìm đến cái mục tiêu cụ thể à, chúng ta tìm đến mục tiêu cụ thể à, mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể đây này đó đây tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ à, lý luận chính trị kiến thức quản lý nhà nước kiến thức quốc phòng an ninh, tin học ngoại ngữ, phấn đấu đến năm 2020, đó, 100% cán bộ công chức thì đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thì như vậy đáp án trăm phần trăm là đáp án đúng căn cứ vào cái chỗ mục tiêu cụ thể vì sao đúng là như vậy đó là chúng ta học lần đầu này học lần thứ hai thì chúng ta nhận diện ra được À, cái từ mà chúng ta đoán được ra ban luôn, suy luận được ra ban à cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch tức là trước khi bổ nhiệm thì không cho anh nợ cái gì hết, không có nợ kiến thức gì hết cho nên phải chầm chầm đúng không thế còn à, trước khi bổ nhiệm rồi à, à, trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ mà là đang còn nợ các cái văn bằng chứng chỉ chẳng hạn hay là nợ về cái bồi dưỡng thì không được cho nên là chúng ta suy ngay chầm trọng đó, phương pháp học lần thứ hai nhận diện được các cái từ ở đây à, tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ngạch bổ nhiệm chức vụ thì đây là cái cụm từ để chúng ta suy luận ra phải đảm bảo trăm phần trăm chứ không thể cho anh anh nợ một cái kiến thức nào hết đó vì đến năm 2020 là phải yêu cầu anh không có anh nào nợ hết thế còn trước năm 2020 thì có thể là vẫn cho phép anh anh nợ nợ cái kiến thức bồi dưỡng về chính trị hay nợ về kiến thức quản lý nhà nước nhưng mà từ 2020 trở đi không may nào được nợ hết trước khi bổ nhiệm ngạch và trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý được rồi không? Đấy, học là cũng có hiểu được nội dung và sau đó là chúng ta đọc cái cụm từ để chúng ta suy luận đáp án nếu học lần, lần thứ hai à, đọc lần thứ hai hay là kỳ thi chính thức diễn ra dư dạng câu này chúng ta nhận diện rất nhanh không có chuyện học thuộc tránh học thuộc tránh cái gì tránh là chạy sâu đi tìm câu hỏi trắc nghiệm không cần chạy sâu chúng ta đọc kỹ trong phần mềm của thầy là tốt rồi là chắc chắn yên tâm vì nó tất cả các câu hỏi được chuyển thể từ cái file lý thuyết sang chuyển hết không có trừ cái mục nào không thể học tú được trắc nghiệm học tú thì là không đúng với trắc nghiệm và phải hiểu nội dung đấy thì kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm và kinh nghiệm làm công tác đảng nhiều năm ở trường đại học thì chúng tìm ra được cái phương pháp học vì câu hỏi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên à, câu hỏi rồi và phơi bày lên nội dung của từng đáp án rồi à từng 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 phương án rồi phơi bày lên nội dung của à, từng phương án nội dung của câu hỏi rồi chúng ta đọc kỹ soi kỹ thì chúng ta nhận diện ra được ngay và chú ý học lần thứ hai thì đương nhiên là chúng ta nhận diện nhanh lần đầu thì chưa biết đâu ví dụ như đi từ A đến B thì chúng ta chưa nhận diện ra là, là trên cái đoạn đường từ A đến B có cái cái đặc điểm gì đâu nhưng đi lần đầu chúng ta nhận diện ra ở đâu có cây xăng thì lần thứ hai đi chúng ta đoán được à như vậy chắc chắn là à, sắp đến chỗ cây xăng rồi đây đó nhận diện được ngay tuyệt vời không? có là tuyệt vời đó như vậy là chúng ta tương tự như vậy thầy giáo giải thích cái phương pháp các câu tiếp theo next page trang tiếp theo đó đây đây là cái cái loại câu mà về về mặt 20 phần 80 phần trăm 70 phần trăm này là loại định lượng rồi cũng phải luyện thôi đúng không Ví dụ muốn tích về câu nào đó kích sang cái ô vuông bên này cũng được cái nhanh này đó à, ví dụ như đây à, cái giá trị trong ngọc kép là cái nội dung trong ngọc kép này cập nhật nội dung các văn kiện nghị quyết đường lối của đảng cập nhật à, nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định là nội dung bồi dưỡng kiến thức nào phương án a kiến thức quản lý nhà nước Phương án B cập nhật và nâng cao kiến thức năng lực hội nhập quốc tế. Phương án C là lý luận chính trị. Phương án D là bồi dưỡng kiến thức ở à, quốc phòng an ninh theo chương trình quy định của cán bộ công chức viên chức. Thì đáp án đúng đây là lý luận chính trị. Chúng ta phải chuyển sang à, cái nội dung bồi dưỡng. À, chúng ta kích chuột vào cái file để chúng ta đọc vì sao lại đáp án nó đúng? À, thì như vậy chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta thấy nội dung. À, bốn lớn này nội dung này về bồi dưỡng này thứ nhất là lý luận chính trị là bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp à, cho các chức danh công chức viên chức và cán bộ cấp à, cán bộ công chức cấp xã thì ở đây có chữ lý luận chính trị thì chúng ta nhận diện ra đỡ là kiến thức lý luận chính trị à, cái, cái cái, cái nội dung tiếp theo là cập nhật nội dung các văn kiện nghị quyết đường lối của đảng cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định, à, thì đây chính là kiến thức bồi dưỡng về lý luận chính trị, cho nên à, chúng ta chọn cái phương án nội dung ở đây chính là nội dung bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, Đó là đọc lần đầu này đọc lần thứ hai, tinh ý ra thì nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định, thì chúng ta đoán ở trong bốn phương án này chúng ta suy luận nó phải là phương án C à, lý luận chính trị, chứ còn đây không có liên quan gì đến kiến thức bồi dưỡng an ninh quốc phòng cả đó thế còn kiến thức quản lý nhà nước thì phân vân một chút thôi Chứ còn kiến thức hội nhập quốc tế cũng bị loại trừ à, lý luận chính trị thì cái cụm từ ở đây là nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định là chúng ta nhận diện ra phần ăn c luôn đó là đó là cái phương pháp học lần thứ hai à, đọc lần đầu thì chúng ta cứ tra vào và vào cái cột lý luận chính trị để chúng ta học đã à, đó nội dung về bồi dưỡng này à, thì bồi dưỡng cái cái kiến thức thứ nhất là lý luận chính trị kiến thức thứ hai là kiến thức quản lý nhà nước À, kiến thức thứ ba là à, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo chương trình à, quy định của cán bộ công chức viên chức kiến thức thứ tư là cập nhật kiến thức cập nhật và nâng cao kiến thức năng lực hội nhập quốc tế à, đấy là bốn à, khối kiến thức à, bồi dưỡng đấy còn khối thứ năm khối thứ năm là bồi dưỡng kiến thức tin học ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định tiếng dân tộc cho cán bộ công chức viên chức công tác tại vùng có uh, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì cái bồi dưỡng kiến thức tin học ngoại ngữ này thì theo cái quy định thì uh, đối với uh, cái uh, quyết định một này có trước uh, chứ còn bây giờ đưa vào tự học uh, đưa vào mình cần thì mình học uh, chứ còn theo cái quy định mới nhất thì là cái bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ tin học đối với công chức hành chính thì sẽ không đưa vào có chứng chỉ nữa uh, không yêu cầu uh, công chức hành chính phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tin học à, không đưa vào trong cái cái quy định mới thì đương nhiên là chúng ta không phải nộp văn bằng chứng chỉ thì đây đang giảng là cái 163 vì nó nó ra đời cũ thế cho nên cũng là như vậy có năm kiến thức nhưng mà cái à, chủ yếu là đến kiến thức thứ tư là cập nhật kiến thức à, năng lực hội nhập quốc tế à, và chúng ta để ý cái điểm D này thì cho đến quy định mới năm 2021 thì sẽ không đưa vào các cái nghị định mới này nữa à, Chúng ta để ý như như vậy Như vậy là à, có à, Các cái khối kiến thức à, phải bồi dưỡng à, Thì chúng ta chú ý về cái nội dung bồi dưỡng Thì phương án đúng ở đây Là lý luận chính trị Cái nội dung à, trong cái ngọc kép này à, Các em chú ý à, cái điều đó à, Chúng ta có thể kéo xuống phía dưới Thì giải thích đại diện một câu à, Vài câu nữa Theo quy định 163 vì cái này ra đời ngày 25 tháng 11 à, tháng 1 năm 2016 cơ mà. Hôm nay là 2021 thì nó có thay đổi về à, cái nhóm kiến thức về à, thứ năm đó là tin học ngoại ngữ và tiếng dân tộc thì nó đã trình bày rồi. Câu hỏi là đào tạo trình độ nào cho cán bộ công chức cấp xã phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng vùng miền. Chú ý ở đây hỏi về cán bộ công chức cấp xã. Phương án A là trình độ trung cấp là một, cao đẳng là hai, đại học là ba đây là một bộ ba giá trị mà cả ba giá trị đều đúng thì gọi là phương án đúng thế thì trung cấp cao đẳng đại học Đó, chúng ta mở cái file này lên Đó, thì chúng ta để ý à, tại cái khoản 2 về đào tạo điểm a là đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng đại học cho cán bộ công chức cấp xã phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của từng vùng miền Đấy, như vậy cái giá trị thứ nhất trung cấp cao đẳng đại học là cho công chức cấp xã đó chúng ta để ý ba giá trị này thì ba giá trị này à, phương án a đều đúng cho nên nó là phương án đúng phương án c cao đẳng đại học có hai giá trị cũng đúng phương án c cao đẳng đại học thạc sĩ thì có một giá trị thạc sĩ không đúng như trong một số a một số ba cho nên phương án c bị loại trừ có ít nhất một giá trị sai thì nó bị loại trừ thì cao đẳng đúng này đại học đúng này nhưng thạc sĩ thì không không đúng như trong à, 163 nên không có giá trị này không có giá trị trình độ thạc sĩ cho nên phương án C là phương án sai phương án D sơ cấp trung cấp cao đẳng đại học thì sơ cấp không có trong 163 à, trung cấp cao đẳng đại học thì có phương án C có bốn giá trị nhưng có một giá trị sai thì nó gọi là phương án sai tất cả các giá trị trong một phương án đều đúng thì gọi là phương án đúng Phương án A trung cấp cao đẳng đại học ba giá trị đều đúng, cho nên à, trung cấp cao đẳng đại học là phương án trả lời là đào tạo trình độ à, cho cán bộ công chức cấp xã là đào tạo trung cấp à, cao đẳng đại học. Đó. Thế thì vì sao phương án B cao đẳng đại học cũng đúng mà lại không được chọn? Nhưng mà chúng ta để ý trong cái quy định về bốn lựa chọn A, B, C, D, phương án nào đúng hơn cả thì chọn. Tức là A thì đúng hơn hơn B hay nói một cách khác, phương án B cao đẳng đại học đúng nhưng mà nằm trong phương án A, cho nên phương án B à, thuộc vào phương án A, cho nên chúng ta chọn phương án A đúng hơn phương án B. Hai cái cũng đúng nhưng mà cái B đúng hơn, à, cái 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 A đúng hơn B, à, B không đúng bằng A, cho nên dạng câu có hai phương án đều đúng thì phương án nào đúng hơn cả thì chúng ta chọn. Ví dụ như A trung cấp cao đẳng đại học B cao đẳng đại học hai cái đều đúng nhưng mà B chưa đầy đủ bằng bằng A A đầy đủ hơn à, B à, có hai giá trị thôi chưa đầy đủ bằng A đấy cho nên à, hai cái đều đúng thì được phép lựa chọn cái nào đúng hơn cả thì chọn đúng hơn cả nhé đúng hơn đó A đúng hơn B hay nói tóm lại B nằm trong phương án của A cho nên chọn phương án A là phương án trả lời câu hỏi này đó là có loại câu mà lại A cũng đúng B cũng đúng nhưng mà a lại đúng hơn b đó, thì phải chọn a đấy là cái 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 loại câu hỏi bốn lựa chọn trắc nghiệm nó là như vậy đó đấy thì em giải thích phương pháp làm để các em khỏi lăn tăn vì có nhiều em cũng hỏi thầy ơi a cũng đúng b không đúng thì chọn cái nào đây thì dứt khoát là cái nào đúng hơn thì phải chọn thôi đúng không đấy cũng giống như là một anh 5 điểm một anh 6 điểm mà tôi lấy cô À, tôi lấy có một chỉ tiêu thì phải lấy sáu 6, 6 hơn hơn năm đó thế thì nó nó ná như thế cho chúng ta dễ nhớ được không? được rồi không? quá là tuyệt vời thông qua câu hỏi trách nghiệm này để chúng ta giải quyết lý thuyết chúng ta bật lên thì đây là điểm A căn cứ điểm A đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng đại học cho cán bộ công chức cấp xã chúng ta ghi nhớ là không có chữ sơ cấp và không có chữ thạc sĩ tiến sĩ đó chúng ta để ý là rút ra như vậy là trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thì ở đây cấp xã chỉ theo cái 163 là đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học. Điểm B đào tạo đại học. À đó, điểm B đào tạo đại học cho cán bộ công chức ở trung ương, tỉnh, huyện, cấp trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện. Rồi đào tạo trình độ sau đại học, sau đại học tức là thạc sĩ, tiến sĩ sau đại học Làm là trình độ đấy Trình độ sau đại học thạc sĩ tiến sĩ à, đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho cán bộ công chức ở trung ương à, cấp tỉnh cấp huyện à, ví dụ như sau đại học là à, thạc sĩ tiến sĩ à, như vậy là cấp huyện cấp tỉnh thì được đào tạo cả sau đại học này à, đào tạo cả đại học này đó thế thì à, cấp tỉnh cấp trung ương cấp huyện thì không có cái trung cấp cao đẳng đó chúng ta phải để ý là không có cái trung cấp cao đẳng mà chỉ có cái đại học cái sau đại học đối với cấp tỉnh cấp huyện cấp trung ương à, chúng ta ghi nhớ cái điều này đó tỉnh trung ương huyện thì được đào tạo à, đại học sau đại học không có sơ cấp không có trung cấp không có cao đẳng đối với uh, cấp trung ương cấp tỉnh cấp huyện cấp xã thì có thêm cái trung cấp cao đẳng à, chúng ta để ý điểm d khuyến khích tự học đó à, đây là khuyến khích tự học và đào tạo trình độ sau đại học à, đây là mới khuyến khích thôi cho viên chức phù hợp với chuyên môn gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì đối với viên chức thì khuyến khích à, chúng ta để ý Thế còn ở trên không nói khuyến khích là gần như là à, bắt buộc đấy. Đó, chúng ta để ý là như vậy. Thế thì câu hỏi tiếp theo là câu 26. Là theo quyết định 163 đào tạo trình độ nào cho cán bộ công chức cấp xã phù hợp với điều kiện phát triển à, của từng vùng miền. A là đại học, B là trung cấp, C là C là cả ba phương án, c là cao đẳng. Đây là sắp xếp theo cột. Đó. Đại học thì đúng này, trung cấp đúng này, cao đẳng đúng này, cả ba phương án đúng cho nên chọn cả ba phương án đó, được rồi không đó, thì như vậy bài này cả ba phương án đó, kéo xuống phía dưới ở đây chúng ta tiếp tục có 27 này theo quyết định 163 đào tạo trình độ đại học cho cán bộ công chức cấp nào đó, tức là nói cụ thể đại học này cho cán bộ công chức cấp nào phương án bạn ăn a cán bộ ở công chức trung ương thì chúng ta thầy giáo vừa bật cái file lên không đọc không bật nữa nhá là đúng rồi này Phương án B, cán bộ công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện là đúng rồi này. Phương án C, cán bộ công chức ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thế thì có chữ cấp xã cũng đúng này, đúng không? Thì cấp xã là à, là có đúng không? Thì chúng ta để ý cấp xã là trung cấp, cao đẳng, đại học. Tức là nó có 3 cấp liền đấy. Trung cấp, cao đẳng, đại học. Thế thì ở đây chữ đại học cũng đúng cho phương án C ở trung ương, tỉnh, huyện, xã. À, phương án D cán bộ công chức ở trung ương cấp tỉnh thì như vậy phương án C đúng hơn cả đúng không đại học mà ở trung ương tỉnh huyện xã đều đúng Thế phương án A là ở cấp trung ương cũng đúng phương án B cấp trung ương cấp tỉnh cấp huyện cũng đúng phương án C D cấp trung ương cấp tỉnh cũng đúng như vậy phương án C sẽ đúng hơn cả như vậy dạng câu này có bốn phương án đều đúng bốn à, phương án đều đúng hết đều có đào tạo trình độ đại học nhưng phương án c đúng hơn cả ba phương án kia Đó. hay là phương án a là nằm trong phương án c phương án b nằm trong phương án c phương án d nằm trong phương án c cho nên c đúng hơn cả cho nên chúng ta chọn c Đấy, đây là dạng câu mà bốn phương án đều đúng thì phải chọn cái phương án đúng hơn cả đúng nhất Đó, đúng hơn cả hình như nhóm vừa trình bày bốn lựa chọn à, Vừa giải thích ở trên thì có hai phương án đúng thì phương án nào đúng hơn cả thì chọn nhưng ở đây có bốn phương án đều đúng cả thì phải chọn phương án nào đúng hơn cả thì chọn đó cho nên đào tạo trình độ đại học cho cán bộ công chức ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện cấp xã đều đúng là phương án đúng hơn cả của câu vừa rồi câu 28 đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng cho cán bộ công chức cấp nào đó. đây này là trung cấp cao đẳng thì phương án A, cán bộ công chức cấp xã huyện tỉnh Phương án B, cán bộ công chức ở trung ương Phương án C, cán bộ công chức cấp xã Phương án D, cán bộ công chức cấp xã cấp huyện Thì căn cứ vào à, điểm D, điểm A khoảng 2 Là đào tạo cán bộ trung cấp cao đẳng đại học cho cấp xã Thì ở đây chỉ tách khỏi mình trung cấp cao đẳng thôi Thì chúng ta suy ra là nó là của cấp xã Thế còn cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện không có đào tạo trung cấp cao đẳng. Đấy, cho nên chúng ta từ đó chúng ta thấy rằng là phương án đúng là cán bộ công chức cấp xã. Vì đề bài hỏi là đào tạo trình độ trung cấp cao đẳng cho cán bộ công chức cấp nào thì phương án C đào tạo cho cán bộ công chức cấp xã là đáp án đúng. Đáp án A cán bộ công chức cấp xã, cấp huyện, tỉnh thì đây là một bộ ba giá trị thì nó chỉ đúng cấp xã chứ cấp huyện, cấp tỉnh không đúng. Thì có ít nhất một giá trị sai nó là phương án sai. Phương án C cán bộ công chức ở trung ương thì có một giá trị thôi thì cũng đều giá trị này đều sai. À, phương án D cán bộ công chức cấp xã cấp huyện thì có một giá trị cấp huyện sai. Eh, phải ba à và là nó là phương án sai. Cho nên cán bộ công chức cấp xã là không trả lời. Đó. Có phương pháp làm bài ra đề có gì đáng làm được đúng không? Quá tuyệt vời. Câu 29. À, đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ công chức ở cấp nào? À, phương án A cán bộ công chức ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện cấp xã. Thì chúng ta để ý sau đại học không có cấp xã Cho nên phương án A có một giá trị sai Cho nên bị loại trừ Phương án C, cán bộ công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện à, à, Thì chúng ta đây là phương án đúng đúng không? Phương án C, cán bộ công chức ở trung ương, cấp tỉnh à, Cũng là đúng đấy Phương án D, cán bộ công chức ở trung ương Như vậy B, C, D đều là các phương án đúng Thì à, phương án B đúng hơn cả Cho nên chọn phương án B đó là đào tạo cán bộ sau đại học cho cán bộ công chức ở trung ương và cấp tỉnh cấp huyện Tại à, vì sao đúng thì chúng ta để ý đây đào tạo cán bộ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm đối với cán bộ công chức ở trung ương cấp tỉnh cấp huyện đó tuyệt vời không rất tuyệt vời đấy tương tự như vậy các hệ thống các câu hỏi sau chúng ta sẽ làm một loạt các câu hỏi luôn đó. và cái câu 30 là theo cái quy định 163 không đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ công chức cấp nào chú ý là không đào tạo đấy để tương tự như câu trên thôi a cán bộ công chức cấp xã b cán bộ công chức ở trung ương c cán bộ công chức ở cấp tỉnh d cán bộ công chức cấp huyện thì chúng ta có cách làm loại trừ thứ nhất là đào tạo trình độ sau đại học cho cán bộ công chức cấp nào thì đó là cấp trung ương rồi cấp tỉnh rồi cấp huyện thì suy ra còn lại cán bộ công chức cấp xã thì không đào tạo trình độ sau đại học à, cho cán bộ chức công chức cấp xa, vậy đáp án đúng ở đây là cán bộ chức công chức cấp xa, tuyệt vời không? À, tương tự như vậy các em vào phần mềm để học thôi, à, loạt các câu hỏi rất phân loại học viên rất cao, à, vì kỳ thi mà phải phân loại học viên, phải làm được hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên có hiểu biết nội dung, có phương pháp suy luận là chúng ta làm được, chúng ta kích chuột vào mục số 1. đấy học như thế nào mà ra đề cứ gì đáng làm được, không học tổ, không học lệch không chạy số đó muốn ra khỏi phần mềm thoát ra khỏi phần mềm chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình chúng ta chọn cái cái thực đơn thoát để ra thoát ra khỏi phần mềm chúng ta chú ý phải luôn luôn phải chọn thoát ra khỏi phần mềm và phải giữ cái mật khẩu của mình không cho bạn đó như vậy là à, các em muốn đăng nhập vào phần mềm phần mềm này là nó phi lợi nhuận à, các em muốn đăng nhập vào phần mềm phải gọi điện hoặc kết nối zalo cho thầy theo một trong hai số trên màn hình À, sau đó thầy gửi cho cái đường link à, kênh của thầy, có ảnh của thầy đây. các em chạm tay vào đường link trên điện thoại của Zalo là xem được các video bài giảng của thầy trên điện thoại. À, muốn xem uh, nét thì chúng ta kết nối sang màn hình TV. À, để chúng ta nghe video bài giảng theo từng mục, theo danh chọn vào danh sách phát mà xem được. À, các em có thể là xem trên YouTube mà chưa chưa đăng ký thì hãy chạm tay vào nốt có chữ đăng ký màu đỏ thì nó chuyển sang trạng thái là đã đăng ký thì các em được cái tiện lợi thứ nhất là xem video bài giảng theo từng mục cái thứ hai là có video bài giảng bài giảng mới là các em nhận được sớm nhất đấy cho nên nên chọn nút đăng ký vì đó là xem video bài giảng của thầy hoàn toàn miễn phí mà đấy cho nên cứ chạm vào tay và chọn đăng ký thôi đấy và các em có thể là vì nó miễn phí về mặt kênh video ở trên mạng nó có thì các em quý bạn các em có thể chia sẻ video của thầy cho các bạn xem tuyệt vời. Đó. thế còn riêng mật khẩu thì không cho được. cho cái gì, gì cho chia sẻ video thì được. À, cho cái cái mật khẩu là không được đấy. vì sao không được thì bạn là chính quyền đăng nhập phần mềm game mất quyền điều khiển. game à, chú ý điều đó. cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra đó, mà mỗi một thí sinh một số báo danh thì số báo danh của em nào em vào chứ, cho nên không cho được đúng không? đó tuyệt vời. đấy thì các em chú ý thế thì uh, um, các em có thể là uh, kết nối Zalo uh, hoặc gọi điện uh, phần mềm trong thời gian qua có rất nhiều học viên ôn tập trên phần mềm để trúng tuyển uh, kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng cấp viên chức để giáo cung cấp thêm thông tin cho, cho các em biết một lần nữa chúc các em thành công